Sáng nay 4 tháng 11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và các thành viên chính phủ liên quan đã nhận được nhiều câu chất vấn liên quan đến việc xây dựng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tập trung nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành đi vào vận hành. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bộ ngành địa phương chưa có phương án khai thác sử dụng hiệu quả và chưa thật sự mang lại thuận lợi cho người dân khi tiến hành các giao dịch có liên quan. Bên cạnh nỗ lực số hóa, có hay không sự chậm trễ trong rà soát, sửa đổi các quy định, tối ưu hóa các quy trình liên quan đến thủ tục hành chính, chưa khai thác các hiệu quả các cơ sở dữ liệu đã công phu xây dựng. Đề nghị Bộ trưởng có nhận định về vấn đề này, trách nhiệm, giải pháp Bộ trưởng trong thời gian tới. 8 cơ sở dữ liệu mà đã kết nối thì đến giờ phút này có thể nói là không có chuyện cắt cứ. 8 cơ sở dữ liệu đã kết nối, đã chia sẻ thì có thể nói hiệu quả. Và đấy cũng là 8 cái trường hợp đầu tiên để chúng ta học tập, những chúng ta có những cái kinh nghiệm ban đầu để chúng ta mở rộng. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ làm gì? Năm tới thì chúng tôi năm tới, như tôi vừa nói, sẽ là năm dữ liệu số quốc gia Việt Nam. Thì thứ hai là chúng tôi sẽ chính thức yêu cầu các bộ ngành và địa phương công khai các dữ liệu của bộ ngành mình, của địa phương mình. Ngày 1 tháng 1 tới là người dân không còn sử dụng hộ khẩu nữa. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay chưa được kết nối tới toàn trong hệ thống các bộ ngành ở trung ương cũng như của địa phương. Người dân đến quan hệ giao dịch tới cơ quan công quyền sẽ rất là khó khăn. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ luôn trong cái lĩnh vực này. Liên quan đến vấn đề mà 31 tháng 12 này là cái hộ khẩu không có giá trị theo luật về cư trú thì sửa đổi, thì chúng tôi đã hoàn thành cái dự thảo cái nghị định sửa đổi, một cái nghị định sửa đổi 19 cái nghị định mà có liên quan đến các cái quy định có sử dụng sổ hộ khẩu trong cái hệ thống các cơ quan của chúng ta để không sử dụng hộ khẩu, và cái nghị định này dự kiến sẽ được thông qua có giá trị trước ngày 15 tháng 12 năm 2022 này. Tham gia làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đề án cơ sở dữ liệu của ngành công an là trọng điểm, được đầu tư quy mô bởi cơ sở dữ liệu về dân cư đã được luật định là cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý với lực lượng chính quy hóa đến cấp xã. Cơ sở dữ liệu này không chỉ phục vụ cho riêng chính phủ mà cho toàn bộ hệ thống chính trị. Kết quả ban đầu cho thấy chúng ta đã thực hiện đúng hướng và đạt được các mục tiêu cơ bản. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay về nhóm nội dung trong lĩnh vực nội vụ, các vấn đề như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn trưởng ngành nội vụ về những tồn tại trong việc thực hiện chế độ đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn, xã. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, việc sáp nhập xã thôn trong giai đoạn vừa qua đã làm giảm số lượng lớn thôn xóm. Tuy nhiên, việc này đồng nghĩa với việc tăng quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trong khi số lượng cán bộ thì giảm, do đó làm tăng khối lượng công việc cũng như làm tăng áp lực cho cán bộ không chuyên trách ở xã thôn, nhưng mà chế độ phụ cấp vẫn thực hiện như trước khi sáp nhập. Việc quyết định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã thôn là thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhưng các tỉnh lại không thể tăng cái mức phụ cấp này do nghị định 34 của chính phủ đã quy định cụ thể mức khoán quỹ phụ cấp cho từng loại xã và thôn. Khi nào thì trình chính phủ xem xét sửa đổi nghị định 34. Nếu khi mà chúng ta xây dựng cái nghị định mới như là trong báo cáo đã nêu ấy, thì mình có cái quy trình, bộ sẽ có quy trình là lấy ý kiến từ cấp cơ sở, từ thôn xã hay không? Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vấn đề chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã là một trong những vấn đề kiến nghị cử tri lớn nhất gửi đến bộ. Đối với đội ngũ không chuyên trách, thời gian vừa qua khi thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, cơ cấu gọn hơn, theo đó số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã giảm đi nên đang thực hiện khoán kinh phí hoạt động đội ngũ không chuyên trách ở cấp xã và khoán đội ngũ không chuyên trách ở thôn. Thực chất mà nói thì đến bây giờ, chúng tôi cũng thấy là có cái bất cập. Thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã cho nghiên cứu rất kỹ, đánh giá tác động một cách đầy đủ, toàn diện về cái nghị định 34. Vì nó cũng có những cái bất cập trong thực tiễn cho nên là phải sửa cái nghị định 34. Sau cái kỳ họp quốc hội này thì chúng tôi về tiếp tục nghiên cứu, rà soát và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền để chúng ta xem xét làm sao cho nó phù hợp hơn. Bởi vì hiện nay thì đối với những nơi mà có quy mô dân số lớn ấy,
thì cái số lượng mà hiện nay chúng ta đang quy định như thế này thì nó cũng quá tải. Thế cho nên cũng phải tính các cái chính sách liên quan đến thực trạng chị em nữ hoạt động không chuyên trách khắp xã không được hưởng chế độ thai sản do vướng quy định tại Điều 30 của Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng cho biết trách nhiệm giải quyết vấn đề này thuộc về bộ ngành nào? Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Bộ sẽ tiếp thu và trao đổi với Bộ Lao động Thương binh Xã hội để giải quyết bất cập này. Về việc thực hiện chính quyền đô thị tại 3 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhưng cán bộ chuyên trách khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì vẫn thực hiện theo Nghị định 34 mà chưa được hưởng chế độ cán bộ công chức viên chức cấp quận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết sớm nhất. Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm khi chất vấn trưởng ngành nội vụ trong phiên chất vấn chiều nay, đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tình hình tinh giản biên chế, sắp xếp vị trí việc làm. Việc triển khai, xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian vừa qua chưa đồng bộ, do thiếu các quy định, hướng dẫn. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm và bao giờ khắc phục được hạn chế này. Về việc này thì đúng là với góc độ trách nhiệm của ngành thì chúng tôi cũng xin nhận khuyết điểm vì cái quá trình mà chúng ta triển khai cái việc này thì nó cũng có cái chậm. Thứ hai nữa là cũng chưa rõ, chưa thống nhất cho nên gây cho cái khó khăn cho các cái bộ ngành địa phương khi thực hiện. Nhưng đến hiện nay thì các bộ ngành cũng đã tập trung để ban hành các cái thông tư hướng dẫn trên cơ sở của hai cái nghị định trên để tới đây sẽ hoàn thiện lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến xác định vị trí việc làm cũng như là không năng lực của vị trí việc làm để chúng ta triển khai một cách đồng bộ, toàn diện để chúng ta đảm bảo được cái vấn đề quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Năng lực của nhiều tổ chức cá nhân tham mưu xây dựng ban hành văn bản vi phạm pháp luật còn hạn chế, cụ thể là còn thiếu kỹ năng phân tích, dự báo, thiếu tầm nhìn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, một số trường hợp còn thiếu trách nhiệm nặng về lợi ích ngành, cơ quan, chưa quan tâm bố trí đủ công chức làm công tác pháp chế. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lãng phí tài sản công gây bức xúc trong nhân dân. Với trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng có giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong tham mưu xây dựng ban hành văn bản vi phạm pháp luật? Trong cái hệ thống đào tạo của chúng ta thì cũng đã rất là quan tâm đào tạo cái lao động trên cái lĩnh vực về pháp luật. Nhưng thực tế cái lực lượng này vào trong khu vực công của chúng ta thì cũng không nhiều. Trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với lại Bộ Tư pháp để làm sao đó là chúng ta xây dựng một cái đề án thật là căn cơ, thật là cụ thể để chuẩn bị một cái nguồn nhân lực về cái việc mà tham mưu để xây dựng một cái hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thời gian vừa qua có nhiều đổi mới, cắt giảm tối đa các loại chứng chỉ không cần thiết để công tác này ngày càng đi vào thực chất.